Giá trị của cái bộ này là 5,5 triệu, nhưng cũng có thể phát sinh ra đường dây ống nó kéo dài ra có thể là hơn 6 triệu. Ở ra ngoài này lại không bảo đốt cái nhưng mà sờ ngoài này lại toát. À. Sờ ngoài này thì lại. Đấy, bốc khói rồi. Ấm nhanh. Nóng rồi. Đấy, anh thử đâu, bốc khói rồi. Thế nào? Nó rất giá trị đối với lại đồng bào vùng cao, đặc biệt là những trường bán trú như này thì các em thấy là điều kiện kinh tế ở đây ấy, là phụ huynh không lo được cái việc này. Phụ huynh đến anh có thể huy động đến dãy cỏ toàn cái trường này được, nhưng mà bảo là nộp 10.000, 12.000 thì không nộp được. Đấy, nên là cái đấy là rất rất khó khăn, mà được các đơn vị đến tài trợ như này thì rất là có giá trị. Nếu như cho cái bình điện thì cũng để đẹp thôi, cũng không dám dùng. Không dám dùng. Thì lại tốn tiền điện. Không thể đủ tiền để trả được. Có rồi, có rồi. Hi, xin chào bạn. Chào mừng tất cả bạn đã trở lại với video tiếp theo của chế bản. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Sơn Lương thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hôm nay thì mình có đồng hành cùng doanh nghiệp bếp Huỳnh Phát đến trao tặng bếp cho hai hộ gia đình ở trong này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp video. Mình và cùng các anh thợ lắp đặt kỹ thuật doanh nghiệp Huỳnh Phát đang có mặt ở đây rồi. Giờ anh em sẽ di chuyển đồ để đi vào lắp bếp nóng lạnh cho hai hộ gia đình. Sau khi lắp đặt xong ở đây thì anh em mình sẽ di chuyển đi sang bên xã Sơn A để lắp bếp nóng lạnh trao tặng một hộ gia đình bên đó. Sau khi đó lắp đặt xong thì ngày mai anh em sẽ tiếp tục hành trình di chuyển đi lên xã Sùng Đô để trao xuất quà bếp nóng lạnh cho trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô. Cái bộ bếp ở trên nhà trường Sùng Đô thì sẽ kích thước thì sẽ to hơn của bếp sử dụng gia đình, hai hộ gia đình ở dưới này nhé các bạn nhé. Còn một cái bộ trong bếp mình thì có bao nhiêu cỡ anh? Bếp là mình có chủ yếu dùng cho bà con nông thôn là có hai cỡ. Một cỡ là 38cm mặt bếp. Đây là cái loại mặt ba bếp, mặt 38cm này dành cho bà con nông thôn của mình. Nó là có hai loại, một loại là một cửa, một loại là hai cửa. À, bếp đun một cửa và hai cửa. Đúng rồi. Thế cái bếp cửa phụ ấy thì là nó là để cho bà con nấu cơm, kèo than ăn nướng cá. Còn một cửa thì mình chỉ có đun không thôi. Vâng. Còn một loại nữa là 50cm. Mặt này mặt 38, mặt này là mặt 50. Đấy, mặt 50 thì dùng cho hộ kinh doanh là nhiều. Thế là ví dụ bà con nông thôn mình ấy thì là nên dùng cái loại bếp 38 này. Mặt 38cm. Còn đây em thấy có cái téc to to này là chắc là... Cái téc to này là téc to... dùng cho trường học. Téc này là téc 500 lít dùng cho các trường bán trú. Đây là to nhất phải không anh? Đây là chưa phải là to nhất. Nó loại 1.000 lít mới là to nhất. 1.700 lít. Có một suất trường học nhà ở trong kia. Cái này là bảo trì cho bà con. Cái trường học này đã dùng dùng 8 năm rồi. Nó nắp từ năm 2015 này. Tức là bây giờ thế là cải thiện lại dùng cái loại này. Bây giờ dùng cái loại này không còn bảo hộ như ngày trước nữa. Nên là mang về bảo trì lại cái vâng. Thế là còn cái bình mới để mai từ thiện cho trường Sùng Đô là nằm ở trong kia. Cái bình đấy là 200. Cái xuất quà hôm nay anh em mình đi lắp là giá trị giá trị của cái bộ này là 5,5 triệu. Nhưng cũng có thể phát sinh ra đường dây ống nó kéo dài ra có thể là hơn 6 triệu. Đấy là thường là nắp cho bà con, nhưng ví dụ từ thiện thì mình gọi bộ này là bộ 5,5 triệu. Vâng. Còn mai đi lắp nhà trường thì nó rơi khoảng tầm... Mất cho nhà trường thì rơi nó rơi mấy triệu chứ nhỉ? Nó là hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu. Đây là xuất quà chuyến này công ty Huỳnh Phát đi lắp đặt tặng những xuất quà giá trị khá là cao đấy các bạn. Ví dụ như cái bộ này là bộ 35 triệu này. Bộ bình to này 35 triệu. Vâng. Nhưng mà bộ kia là 300 lít. Thì là 25 triệu. Vâng. Anh em mình thì trước khi đi vào đây thì cũng đã thông qua chính quyền địa phương các bạn ạ. Hôm nay đi cũng có các anh chị cán bộ xã dẫn đường đi những cái hộ nghèo của xã. Thì để em hỗ trợ bên này.
Đấy, Hiện ơi, cầm bếp vô đấy đấy à? À, thế được rồi. À, đây là cái bếp hai cửa đây. Cái bếp hai cửa nó có tác dụng như thế này. Cái bếp hai cửa là thường lắp cho hộ dân thì là lúc nào nó cũng là đắt hơn 300 nghìn của một cái bếp hai cửa. Như chuyển đấy. Tức là đây là cái cửa chính của nó. Thì mình đây gọi là bếp một cửa. Để bà con chỉ đun củi đây thôi. Thì nó để tạo nhiệt vào trong cái kiềng này và đẩy đối lưu nhiệt lên cái bình bảo ôn. Thế còn bếp hai cửa này nó có cái tác dụng là khi bà con nông thôn mà chưa có nồi cơm điện thì là bà con đun củi đây và sẽ kêu than ra đây để vần cái nồi cơm, khi nấu cơm xong vần nồi cơm ở đây, hoặc là bới than để nướng cá nướng thịt. Đấy, chứ nếu mà nhà nào mà có nồi cơm điện rồi thì ta nên dùng cái bếp này, mà chưa có nồi cơm điện thì ta nên dùng cái bếp này. Thế nó gọi là cửa phụ và cửa chính. Mỗi một cái bếp bếp này thì nó rẻ hơn 300 này. Bếp này thì đắt hơn 300 nghìn so với cái bếp một cửa. Thế là làm hai cửa đắt hơn. Làm hai cửa thì lại đắt hơn. Bây giờ anh em mình xuống dưới kia nhỉ. Có Bình dưới đấy chứ Hiện ơi? Giới thiệu với các bạn, đây là anh cán bộ của xã Sơn Lương. Còn đây anh Du Bốn Than. Hôm nay là đi trực tiếp để gọi là học việc. Ok, cái này cầm đấy, cái này bộ này vào đây em ạ. Cứ để đây. Nguồn nước dẫn về đây được chứ. Anh cán bộ xã Sơn Lương nhưng mà mình cũng chưa biết tên các bạn ạ. Anh tên gì vậy? Mình để chuyện thế thì không thấp. Anh Tiến Mạnh. Cao hơn rồi. Đặt ở dưới này thôi. Vừa nãy em có vào trong kia cũng gặp các lãnh đạo ở trong đấy. Chính xác là bằng đấy thế kìa. Mình em điện nhưng mà chú ngắm thế làm sao mà chuẩn được. Vào xã rồi anh còn đi có chút việc giải phóng cái công tác mặt bằng ở trên đường lên Đậm Lành. Vâng. Cái này tiếng nằm đấy. Thang ấy nhỉ. Nhưng mà anh tên là gì? Tên là tiếng nằm phải trung thấp một tí nữa đi. Anh tên là anh Mạnh. Muốn quay hết anh rồi mà xem YouTuber là anh có. Cho ra ngoài này thôi. Đương nhiên là có anh rồi, chứ không cổng vào mà. Đặt đấy nước nó chỉ vào được cái nửa bánh mì này thôi. Một lần đun này nó giữ nhiệt được khoảng tầm bao nhiêu tiếng anh? Nó tùy vào thời gian đun. Cái này thời gian đun của nó từ 40 phút đến 1 tiếng là nó sẽ sôi được cái bình bảo ôn 60 lít. Nước sôi luôn. Nhưng mà ban làm đi ăn đi nước sôi và giữ nhiệt giữ nhiệt trong vòng 24 tiếng. 24 tiếng ấy. Đối với mùa đông, đối với mùa hè thì từ 28 đến 30 tiếng sẽ được lâu hơn. Bởi vì mùa hè nước nó sẽ không lạnh bằng mùa đông. Nó còn giữ được lâu hơn cả cái bình nóng lạnh điện đấy chứ. Đúng rồi. Bình nóng lạnh nếu mà chỉ một ngày mong dùng là hết nóng luôn. Đúng không? Còn loại này là khoảng 24 ngày mới hết. 24 tiếng không? Cái bếp này rất là tiện vì là ở trên vùng cao thì mọi người vẫn sử dụng bếp củi khá là nhiều. Mà rất là tiện chứ nhỉ. Cái chỉ cần đun một nồi nước để uống thôi là có nước nóng để tắm luôn rồi. Mà nhà tắm này mà ở gần với lại cái bếp đun này thì lại chi phí nó phát sinh rẻ hơn nhiều. Ít hơn. Chủ yếu là phát sinh ống dẫn thôi. Vâng đúng rồi. Ống dẫn là ống dẫn nhiệt. Đi xa thì còn phải dùng nhiều hơn. Vâng. Cái này có thể đấu lên từ tầng 2, tầng 3, tầng 4. Đào lấy một đường từ đây này anh nhỉ, em bảo anh nhỉ. Em sẽ bắt góc từ đây này. Anh đào lấy một đường từ đây. Chạy thẳng. Nào thế cái giá để đựng cái bình giữ nhiệt đấy anh? Do giá để bình giữ bình bảo ôn. Từ giờ không phải lo không có nước nóng tắm nữa rồi chú nhỉ? Vâng. Đây là suất quà của công ty bếp Huỳnh Phát chú ạ. Nhà mình có hay sử dụng bếp củi không ạ? Có. Chủ yếu bếp củi thôi đúng không? Bếp củi với ga chỉ nấu bình thường thôi. Chú có mấy người con? Hai ạ. Đứa lớn là chuẩn bị lên cấp 3 rồi. Vâng. Chắc chắn là ở khu vực của mình đây là rất nhiều nhà đun củi. Nếu 5 bộ hay 5 triệu thì quá tiện.
nếu mà sử dụng cái bếp này quá tiện lợi. Mình chỉ gọi là mất phí lắp đặt thôi. Không phải mất chi phí hàng tháng. Đây nói lắp một bộ năng lượng mặt trời bây giờ cũng khoảng tầm 8 triệu. Mà năng lượng mặt trời không có nắng thì cũng không đúng nóng rồi. Mà cái này thì mình phải mùa đông mình càng đút với đêm nhiều thì cái này gọi là 4 mùa luôn. Nhanh Hà Tích nhỉ. Công ty bây giờ có khoảng bao nhiêu thợ đi lắp đặt anh? Bây giờ hiện tại công ty thì có tầm bây giờ có cả đại lý thì cũng có tầm độ hơn 20 người để làm. Ở trong công ty bây giờ thì cũng có mở thêm nhiều đại lý vào cả Quảng Ninh rồi Lào Cai. Vào thì có con trâu này cũng vào đâu. Có ngày vâng. Ý là ở đây không có người nặng ý lại thêm đại lý. À bây giờ là sẽ đấu một ở đường tét xuống cái bình này. Một ống đường tét dẫn vào bình để lấy nước. Lấy nước cấp. Cấp nước cho bình. Bây giờ cái này mà tắm thì thoải mái. Cái này khả năng nhà mình cũng phải lắp một cái. Em 5 khẩu lắp cái này. Nhà anh thì không đu được bếp củi nên là anh không lắp, chứ nếu mà nhà anh đu được củi anh lắp lâu rồi. Đây là không gian trong bếp đây các bạn. Cũng có một bộ bếp ga, nhưng mà chắc là ít sử dụng sao. Đây bây giờ có cái bếp mà bếp nóng thì rất là tiện luôn các bạn ạ. Vừa tiết kiệm củi. Vì là dùng cái kiềng kia thì đốt thì nhiệt nó tỏa nhiều hướng, còn dùng bếp này thì nhiệt nó sẽ trực tiếp tỏa lên đáy nồi. Sử dụng cái kiềng ba chân kia để nhóm bếp nhà sàn này hơi nguy hiểm. Có cái chảo nào kín đây nhá, đun củi đấy nhá, không bao giờ thoát được nhiệt ra ngoài, không thoát mũi phải. Nó bao giờ nóng qua này. Với lại không sợ cháy lan ra ngoài nhỉ? Đấy, như bếp này mà than nhiếc mà rơi ra ngoài, lan lên vách nhà thì hơi nguy hiểm. Nhất là được cái cỏ đun đun, cái keo này nó cháy ra lắm. Cái loại này nó mới chịu được nước nóng, nó mới không chảy. À, có van trong này. Vâng, có van gọi là van một chiều. Nó chỉ vào được nước lạnh nhưng mà nó không ra được nước nóng. À. Vào được không ra được. Đúng rồi. Đồ ăn là thì nghĩa là chuẩn bị đun đấm nước để thử bếp luôn chú ạ. Cái này tí đun xong mình lên lắp nhà trên, tí mình quay xuống là đang biết luôn. Trên lắp nó nhanh không ạ? Nhà trên thì nó lắp ở trong bếp luôn, nó lắp ở trên trần luôn. Nhà chú có nhà tắm chưa? Có. À có rồi. Có nhưng mà trên xong nhưng mà lắp ở đấy. Vâng. Được, để mấy hôm nó khác xong được. À, chích ống ở đây luôn à? Ống lạnh. Nước lạnh. Chị tiếng. Được đấy, cái này mới gọi là kỹ thuật đấy nhỉ. À, trên đầu bình là có van xả hơi đúng không? Bao nhiêu tiền một bình này? Một bộ này là bình 62 lít, là bếp một cửa thì là bộ 5 triệu rưỡi. Còn chưa tính đến phát sinh, nó chỉ được 18 mét ống và một cái khóa nước gia dụng là nó là 5 triệu rưỡi, còn bếp hai cửa thì nó sẽ là 5 triệu 8. Đun này nó có nổ không? Không nổ đâu ạ, không có gì để nổ. Nói chung là cái loại này thì nó an toàn là tuyệt đối, chống bỏng. Mình cho dù nước có sôi, mình sờ vào đây hoặc là sờ vào bếp nó chỉ hơi ấm thôi. Nước nó có thể nó dùng để mổ gà lông vịt được, nhưng mà mình sờ vào bình này thì là nó cũng không có nóng. Cả bếp kia cũng vậy. Trang mi bếp tặng yêu lắm ạ. Bếp này tiện lắm các bạn. Sử dụng cái loại bếp đấy, chỉ vào trong hình phát này thì là chỉ thay cái kiềng truyền thống của mình thôi. Cái này thì phải có giám đốc. Vâng, đấy đun vào đây luôn. Được nhìn luôn. Được nấu ăn, được rửa bát, tắm, rửa bát. Cái nước này có thể mình mang ra để nấu ăn thoải mái. Cái nước nóng lạnh ấy tiện bao nhiêu đường, không sợ phát sinh hàng tháng nữa.
Lắp nóng lạnh còn tốn tiền điện đấy. Đúng rồi. Bếp thì đã lắp đặt xong rồi. Bếp này đợi ngày mai anh Huỳnh giám đốc đến nghiệm thu thì bắt đầu được đưa vào sử dụng. Tiếp tục sang hộ tiếp theo để lắp đặt. Chào chào chú nhá. Cảm ơn chú nhá. Vâng vâng. Hộ tiếp theo sau khi lắp đặt xong thì anh em mình sẽ thử bếp để cho các bạn cùng xem cái hiệu quả của bếp nóng lạnh Huỳnh Phát như thế nào. Bây giờ ông ngồi trên này đi lên đi. Không phải. Sao không chú? Đặt cái này có ai ôm đằng sau? Ôm đằng sau ôm hút. Đây vào đây thì cần bị ôm. Vác về luôn được chú ạ? Vác về luôn. Vác về luôn. Cần đi xe thôi nhỉ? À ấy, tắm ngồi đằng sau ôm cho anh về đi. Lắp cái bếp này khá là nhiều người tò mò đấy, không biết nguyên lý hoạt động như nào. Nhà này có những dàn ngô đẹp chưa? Dây ngô. Cái bếp này năm 2010 à? Ở trong đi nghĩa vụ nó lắp cho trong đơn vị ấy. À vâng. Lắp bình to lắm. Đấy, ở trên xe Mai là đi lắp bình to đấy ạ. Mai lắp cho trường học thì bình nó to hơn. Đấy là sử dụng cho tập thể. Còn đây gia đình mình 62 lít tha hồ dùng. À, nhà này mới xây chứ. Bà vừa mất. À vâng ạ. Được từng này. Chào chào ông nhá. Chào chào ông ạ. Chào chào chị nhé. Cái này đặt lên luôn được không? À cái này đâu để anh cái này. Cái này chắc chỉ việc khoan thôi nhỉ. Đây khoan thủng bên kia sang làm cái dây thả xuống đấy là lắp vào đấy luôn. Ngày trước nhà chính mình đi hả ông? Vâng. Vâng ạ. Nhà này chắc nó lâu năm rồi đấy nhỉ. Này nhà nước hỗ trợ vừa làm xong nhà. À vâng ạ. Mẹ vừa mất. Vừa làm xong bà vừa mất cách đây 10 hôm, hơn chục ngày thôi. Nó có bể trên. Nắp nó ống lông này mà các bạn. Mình nối ống thử ống 5. Bể họ chung nhau với cái bể trên kia. Khả năng anh Kiệt phải có một cái xô. Nó to không? Cũng bình thường thôi, tầm độ... À bây giờ chế tech à? Nó to bằng cái xô kia kìa. Khi tật ạ. Đây cả hai chị em ví. Là ở trong gia đình luôn đúng không ạ? Ừ, gia đình luôn. Cái anh vừa đang đứng như này cũng có nói gì đâu. À. Thế là trong gia đình là có hai anh chị là không, nó không nói được. Nhà mình đông người không hả ông? Đông người đấy. Chết cần bằng 2 năm. 7 người. 7 người ạ. Có bà cụ 90 tuổi. Đây ông đang đun nước tắm đây đúng không? Đấy. Từ mai là không phải đun nước tắm như này nữa rồi ông ạ. Vâng. Áo không? À. Chị năm nay bao tuổi rồi ạ? Tám, 84 đó. À 84 khi đó. Khi nào? 9. Ừ, sinh 8 84. À 84. 84 gia đình mình chưa hoàn thiện. Nhà tắm chưa hoàn thiện nên là đấu tạm vòi ra ngoài dùng trước. À, lắp chờ để cho luôn à. Bình thường mà lắp dài này là chi phí tiền ống khá là nhiều tiền đấy. Chi phí rất là nhiều, một cây ống là 100.000. Đứng có hỏi đường thằng Tiến nhá. Đấy ở đấy mà.
đấy, người đi qua chỗ đấy mà. Thế mà bảo con nào đi được yên chạy đi dưới. Nó không chảy trực tiếp được anh? Nguồn nước chảy trực tiếp thì nó sẽ bị chà. À. Anh Việt ơi, hộ em một cái... Cấu ở đây luôn đúng không ạ? Đấu ở dây này khi anh đấu ở trên này nó dễ hơn này. Đúng rồi. Đấu ở trên kia nó dễ hơn như thế này. Thế anh trèo lên. Bây giờ anh lên lại. Anh cầm cả cái tê kia, em làm sẵn tê rồi anh lên anh chỉ đấu vào phát là xong. Có phải cắt không? Có, cắt ra hay không? Anh chủ nhà chuẩn bị quỷ kiếc để test bếp nha. Để sẵn sàng rồi. Đưa mình một cái xong ngay rồi. Mày hàng chứ. Anh Minh, đưa mày hàng. Một cái thôi thì. Anh em mình sẽ test thử một cái bếp ở bên này. Cái đấy đừng vội gắn keo nhé. Còn mấy cái bếp lắp sau thì mai đợi anh Huỳnh đến đi nhiệm thu thì mới thử. Mình cứ đợi anh cái băng tan đây phát. Cái này vẫn để cho trùng không? Không biết việc dần rồi đấy. Ông cho giáp vào tường đi. Xong rồi đổi nghề rồi. Bây giờ lúc nãy nó không đi chống lên. Đồng chí nó còn nước và nặng phết đấy. Nó đâm keo. Cúi thế nào anh nói chuyện chết ngửa đấy, làm chả nhìn thấy tao hay đâu. Bảo ấy vào đâu đu củi trong. Bây giờ sẽ di chuyển đi xuống bếp để test thử bếp các bạn ạ. Một hai lần đầu đun là đun. Một hai lần đầu đun là ông đun to giúp con nhé. Để cho nó toát một hồi kìa nữa. Bây giờ bắt đầu đun bếp là sẽ làm mấy giờ? 17:24. Bây giờ là 17:24, gọi là 17:25 đi. Nồi này nước nồi này ấm là có nước nóng, trên là có nước nóng đúng không? Trên là 17:25. Đấy, nhà mình chỉ cần đun một ấm nước uống là có nước để tắm rồi. Khoảng tầm bao nhiêu phút anh Việt nhỉ? 7 phút à? À, thế đây chỉnh được nước cấp bây giờ thôi. Đây anh em có lắp thêm mấy cái vòi chờ để tiện mấy nữa ở nhà anh hoàn thiện nhà tắm thì có vòi sẵn luôn các bạn ạ. Cho nó gọi là nó như kiểu cái xe máy mình chạy đốt đa ấy. Để cho nó mướt mồ hôi kiểm ra. Thế sau này khi nó kiểm nó khô vào rồi thì mình đun ít củ thì không cần phải đun nhiều củ như thế này. Đúng rồi. Vâng. Và ra ngoài này lại không bảo đốt nhưng mà sờ ngoài này lại toát. À. Sờ ngoài này thì lại. Chịu tải của cái kiềng này lên đến 7 tạ. Gọi là 700 lít đấy. 700 lít nước. Nhưng mà lấy ra cái nồi to thế. Đấy, bốc khói rồi. Ấm cho anh. Nóng rồi. Đấy, anh thử nào, bốc khói rồi. Thế nào? Đấy, nước này nó nóng đấy. Ui. Ra được nữa không? Đấy, nóng không khói được đấy. Nóng nhanh nhỉ? 5 phút, 4 phút. Vừa 4 phút rồi mà nóng. Nước khói u me rồi đấy. Này là làm lông gà được rồi đấy. Bốc hơi lên. Cái này mà cái thò lưng và rất là nhanh cái gì. Khi mà mình à, khi mình mà cái này là anh tiết kiệm luôn. Chưa đốt hết một cân chưa đốt hết một cân củi đâu. Thế nào đấy. Đấy là đã được 4 phút rồi được. Bây giờ bây giờ mình cứ để cái này. Hết sạc sáng rồi đấy. Cái này vừa 4 phút rồi đấy. Cái xả đi. À xả để chung. Đấy xả cho nó nhỏ đã. Cái này mà để khoảng tầm 10 phút là sôi nhỉ. Có bây giờ mới đầu nó phải tầm khoảng 40 phút mới sôi được. À à. Nhưng mà lần sau đun là không đến đâu đúng không? Chỉ tầm rút ngắn 20 phút thôi. Bởi vì nó đã có sẵn cái nhiệt độ trong bình. Đúng rồi, nóng sán thì lần sau này nó nhanh. Bởi vì bây giờ hoàn toàn là nước lạnh vào trong bình, nó là 62 lít. Thì là nó sẽ mất khoảng thời gian ở đấy là đun sôi. Thế từ ngày mai đổ đi là bắt đầu nó là khoảng tầm 2 đến 30 phút. Nên là do tùy mức độ mình đun là đun to, đun nhỏ thôi. À. Mình muốn nóng nhiều thì đun to. Được rồi, bây giờ khóa nó vào đã để cho nó ổn định cái chuyện ạ.
nóng ít thì mình lại lấy ống tắm là bây giờ là dễ. Đấy. Nồi nước trong nhà chưa kịp ấm, ở ngoài này có nước nóng rồi đấy. Đã kịp nóng đúng không? Nước trong nhà thì đã kịp sôi, ở ngoài này đã sủi rồi. Là chúc mừng ông nhá. Chúc mừng gia đình ông nhá. Cả anh em nhá. Cái này là để mai treo ông ạ. Mai, ông mai 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 ấy. Mai giám đốc lên, giám đốc lên treo mà. À, điểm trường tiếp theo, kênh Chai Bản và đơn vị bếp Huỳnh Phát đi tặng quà cho điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Sùng Đô bạn ạ. Trường học thì cách khoảng tầm 50m, còn khu vực dưới này là khu vực ăn ngủ nghỉ của học sinh các bạn ạ. Khí hậu ở trên này thì phải nói vào mùa đông thì cực kỳ lạnh luôn các bạn. Thì ở trên Sùng Đô nằm ở địa hình khá là cao. Ở trên đây thì mình theo mình thấy thì những ngôi trường mà được xây kiên cố chắc là mới được xây thôi. Còn đây cũng vẫn còn tồn tại những cái lớp học mà được xây dựng bằng gỗ đây. Và phía bên dưới là các lớp học được quây kín bằng những cái vách, được sử dụng tôn để làm vách. À, đây là lớp của các em học sinh lớp 2. Xin chào. Hiện đại nha, này là đun cái phần này là phần sinh nhiệt đây này, nhiệt là nước ra nước vào. Nói chung tức là mình đi giới thiệu đi cho các cái đơn vị khác ấy, người ta có nhu cầu người ta nó cũng tùy vào từng bộ ấy. Ví dụ như này đi, một cái này cộng với một cái này đúng không, này là hai bếp, bây giờ mình đặt vấn đề là một bếp thôi, một bếp với lại một bộ bình. Và là một bộ. Đương nhiên là nước nóng nó phải ra đây, cái đấy fix này chứ, đúng không? Đây là fix cái gì? Rất chuẩn luôn, đúng không? Vâng. Cái này chị em chưa nắm rõ mấy. Nó khoảng bao nhiêu? Một cái bộ này nó khoảng bao nhiêu? Một bộ này của nó là khoảng, nó rơi vào tầm hơn gần 30 triệu. À. Đấy là chưa tính chi phí phát sinh nữa. Đúng là nếu như trường Anh mà không có những cái đơn vị tài trợ này quan tâm, học sinh toàn tắm nước lạnh, ốm ho của cụ. Trên này lạnh nữa nhỉ? Lạnh lắm, nước trong khe nó rất là buốt. Khí hậu bản thân nó rất là buốt rồi. Nó là đấy. Cho nên nó lạnh nhất rồi. Vì ở cao mà. Nó ở cao. Nó rất giá trị. Nó rất giá trị đối với lại đồng bào vùng cao. Đặc biệt là những trường bán trú như này thì các em thấy là điều kiện kinh tế ở đây ấy, là phụ huynh không lo được cái việc này. Phụ huynh đến anh có thể huy động đến dãy cỏ toàn cái trường này được. Nhưng mà bảo là nộp 10.000, 2.000 thì không nộp được. Đấy. Tức là cái đấy là rất rất khó khăn mà được các đơn vị đến tài trợ như này thì rất là có giá trị. Tức là trên này là chỉ sức người thì rất nhiều, những sức người thì có nhưng mà không có. Kinh tế không có. Không, kinh tế không có. Đấy. Nước ở trên này thì là quanh năm anh đúng không anh? Đúng rồi. Cả mùa nước hè thì là nước khe ra. Nước khe ra. Rồi. Đấy, lạnh quanh năm. Anh cũng có cả nguồn nước giếng nữa, cả nguồn nước giếng, cả nguồn nước khe, nhưng mà đại khái cái vùng này rất lạnh. Hôm nay các chú lên đây ấy, là thời tiết này còn ấm, mỗi hôm thì sương mù nó phủ mù mịt luôn. Ngày không anh nắng. Mà các cháu ở đây ấy, cả tiểu học, nếu như không có nguồn nước nóng này, một là nó không tắm, đấy, cho nên nó hôi mù lên. Hai là nó có tắm, mình có giục nó ép nó đi tắm thì nó lại bị ốm. Nhưng mà từ chắc chắn là có những cái thiết bị này thì học sinh của anh là được tắm nước nóng này là sẽ sạch sẽ hơn này. Rồi sẽ không ốm. Vâng. Đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Sức khỏe. Vâng. Như cái này là bao nhiêu lít này đồng chí ơi? Cái này là 250 lít. Và cái này là có cái ưu điểm là không mất thêm củi đúng không? Đúng rồi. Cái, như cái cơm thôi, mục đích để đun cơm thôi, nhưng mà lại được cái sản phẩm phụ đó là cái nước nóng. Như cái thiết bị cũ của trường là
chỉ đun tốn củi không thôi nhưng mà không tận dụng được. Mất đi. Mình đã đăng ký rồi đúng không? Đăng ký bản quyền trên toàn quốc. Đây cái tháng 10 năm 2022 là đi nhận doanh nhân tỉnh Yên Bái. Ngày 10 tháng 12 nữa là khoa học nhà nông nhận giải khoa học nhà nông của Trung ương Trung tâm hội nghị quốc gia. Cái này tiết kiệm lắm, nếu như mà dùng điện thì nếu như cho cái bình điện thì cũng để đẹp thôi chứ cũng không dám dùng. Không dám dùng thì lại tốn tiền điện, cũng thể đủ tiền để giả được. Quân đội ở trên Bát Sát, cái bộ đội trên Bát Sát là nguyên dùng của cái này, thế là nhà nước đầu tư cho bình điện nó không dám dùng, bởi vì khi các anh ấy là phải đi trả tiền điện cho anh hơn 1 triệu thôi. Thế là anh đúng rồi. Mà sử dụng đun cho nóng lạnh tiền điện là ngốn điện lắm. Ví dụ như về trung về quân khu 1 của Thái Nguyên là nắp hơn 10 bộ. Anh thấy tất cả các nơi tập thể tắm cũng chưa tập thể nào dám dùng hoàn toàn bình điện. Bếp này của các thầy cũng hỏng hết rồi nhỉ? Các thầy trên này là chắc là các công trình phụ là các thầy cũng tự làm hết đúng không ạ? Các thầy đây hàn xì chơi hết. Kim hàn xì đúng không? Bà ơi, cắm cho anh hát. Để đi các trường vùng cao thì trường nào hầu như là các thầy cũng phải làm những cái việc đấy nhỉ? Trường đồ nghề mà liên quan đến hàn xì rồi là có đầy đủ. Phải có đầy đủ thiết bị. Đầy đủ thiết bị, không thiếu gì. Đến lúc về nhà là nhà mình sửa máy nhà mới là chưa bây giờ gọi thợ làm gì ai làm cho mình đâu. Đấy. Nhìn thấy hiệu trưởng cầm cái này là quá chuyên nghiệp rồi. Quá đã đâu. Đấy lên. Giờ anh em mình sẽ di chuyển đi lên khu vực trường học để ghi hình hoạt động giữa giờ của các em học sinh các bạn ạ. Anh tên gì rồi nhỉ? Thầy gì nhỉ? Gọi thầy gì nhỉ? Em ạ. Vâng ạ. Em tên Thắng. À, anh Thắng ạ. Em là phó hiệu trưởng. À, vâng. Ui, đông chưa? Xin chào. Chào cô nhá. Em chào anh nhé.
tay thật lớn à. Tuyệt vời. Ok. Ok tắt. Thôi mày. Thôi kiện nó quá gọn nhỉ. Cái túi phụ kiện đấy không? Túi phụ kiện 21. Là một cái việc làm của anh Huỳnh này. Thật là tuyệt vời. Vâng. Tôi rất cảm ơn. Vâng. Bạn Huỳnh thì hôm nay thì là có nhiều công việc nên là đến xong một chút. Đang à, chắc là cái đoạn nghiệp của mình chắc là mình sẽ đến. À, cơ bản thì bình bảo ôn đã được cố định ở trên kia rồi các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ lắp đặt ống dẫn để sử dụng nước nóng. Dẫn mấy điểm đấy anh? 3. 3 điểm à? 2 nhà tắm nhỉ? 2 nhà tắm. À, dẫn sang nhà tắm bên này và nhà tắm bên cạnh bếp. Trường mình tổng học sinh là hơn 600 anh nhỉ? Hơn 600 học sinh nhỉ? À ở đây gọi là bán trú là gần 200 nhưng mà tổng học sinh trên trường. Tổng cả trường cả xã là 600. À 600. Vì còn một điểm ở tít tít trong kia nữa. Điểm lẻ. Các thầy cô xong nhiệm vụ rồi đấy ạ. Tức là một số thầy cô là sẽ nghỉ ở bên này luôn ạ. À? Đây có một số thầy cô ở bên này. À. Một số thầy cô thì đang ở bên này. À, đây cũng là tòa nhà tạm tạm. Vâng. Chào chào hai chú ạ. À. À, xin chào. Thầy hiệu trưởng hỗ trợ anh em rất là nhiệt tình luôn các bạn. Leo lên cả mái nhà rồi. Các con học lớp mấy? À, học lớp 6 rồi cơ à? Nhìn các em ở trên vùng cao nhìn học lớp 6 nhìn rất là bé luôn các bạn. Còn em này học lớp mấy đây? Học lớp 3 rồi cơ à? Bây giờ nhìn còn bé hơn cả học sinh lớp 1 ở dưới khu vực mình. Phải nói khí hậu ở trên này rất là lạnh luôn các bạn ạ. Kể cả chuyển sang mùa hè thì khi buổi chiều tắm thì nước ở đây sử dụng nước khe rất là lạnh. Nên là những cái thiết bị như hôm nay anh em mình đi lắp đặt rất là phù hợp cho mọi người ở trên này. Thầy đi xin mãi về được cái áo như này. Ta nghèo rồi nhưng không biết tiết kiệm. Đây là cái bệnh lười. Bẩn không chịu giặt. Quên ném hết quần áo. Thế này như này. Có biết đứa quần áo đứa nào đây không? Những đứa này nhớ nhá. Vứt quần áo đi là tội ác đấy nhá. Thầy đánh đòn cho đấy nhá. Cái hoa mẹ ăn cái. Gia đình là chưa? Tháng năm đằng sau quay. Đi theo hàng không chạy thấy chưa? Giây phút này là giây phút mà các thầy các cô và các học sinh chờ đợi nhất đây các bạn. Sắp chuẩn bị có nước nóng rồi.
Anh Việt bấm giờ chưa? Bấm giờ chưa? 11:48 à? Bây giờ thầy đun một nồi nước là được hai nồi nước đấy, ba nồi nước đấy. Chiều nay tắm mới cảm nhận được cái hồn xuống. Bây giờ các thầy cô đã xuống từ bây giờ rồi. À, có rồi. À, mấy phút nhỉ? 6 phút. Ui, quá nhanh. Nồi nước trong nhà trước khi bấm. Được không? Không chịu nổi đâu. Này được, gà được luôn. Được. Nhưng mà cái này các thầy phải bảo học sinh không thì cứ quen. Hôm nay thấy các học sinh còn... Tí nữa phải tập trung vào nhá. Đấy, phải sang chỉ hướng dẫn sử dụng không thì cứ tưởng vòi này có nước lạnh là cứ vặn ra là bỏng đấy. Vì cái bình này nó nóng được cả ngày cơ mà. Đúng là khả năng là mình cũng phải nghĩ cách để khóa lại đấy. Đến lúc tắm mới mở ra chứ bây giờ trẻ con nó bé lớp 1, lớp 2 thì là nhắc tí lại quên. Trên kia có khóa tổng nào đấy nhỉ? À không phải lắp một cái khóa tổng vào. Đấy phải... À, một cái khóa tổng trên kia. Lắp khóa tổng hãm vào là được đúng không? Đúng rồi, các thầy phải làm không thì sang toàn ngậm mồm vào đây thì bỏng mồm luôn. Nó uống ấy nhỉ? Không, đấy. Nó phi ra đây là nó nghịch ngay bây giờ này. Nóng lắm quá. Không nó... Có giờ mình kiểm tra nó lại... Ây dạ. Nước nóng đấy nha các em nhá. Hôm nay có đường nước nóng mới. Vào đây. Thầy hiệu trưởng pha nước cho rửa tay. Sợ cái gì nhỉ? Này, lần này là lớp thơm tho ngay. Có nóng không? Chiều tắm sướng không? Nhưng mà thầy không bảo là thầy không bảo tắm chỗ này đâu. Tắm trong phòng thôi, chỗ này của con trai quá. Ông đội nữ vào trong phòng kia tắm. Đây chỗ này là ba cái vòi này cho các học sinh nam này sẽ tắm ở ngoài trời, là tắm đây luôn này. Đấy. Các bé vào vòng rửa tay thử nó. Đây thầy kỳ chân. Cái này là gì ạ? Con này. Bỏ cái dép ra. Đây là hàng ngày không chịu rửa chân tay này. Nào đứng dịch vào đây. Rồi, răng quăng hay làng mảnh? Răng quăng à? Sao răng quăng bẩn thế răng quăng ấy? Sạch rồi nhá. Đây này. Chiều nay không có chuyện như này đâu nhá. Nay có nước nóng rửa thì nó dễ sạch hơn rồi. Nè, trong tắm hơn rồi đấy. Này, chị có mà tắm nhá. Này, anh em tôi bên doanh nghiệp Hùng Phát. Tôi đại diện cho doanh nghiệp Hùng Phát có món quà nhỏ tặng đến trường tiểu học và trung học cơ sở xã Sùng Đô của huyện Văn Chấn. Cũng mong bên nhà trường cùng cán bộ nhận được món quà của công ty chúng tôi. Chúng tôi xin được bao nhiêu? Thay mặt đơn vị nhà trường, chúng tôi xin cảm ơn công ty đã tài trợ cho các cháu học sinh trong nhà trường một cái hệ thống đun nước nóng rất là hữu ích.